Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay ngày 3 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố và các sở ngành quận huyện. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Hôm nay ngày 3 tháng 12, 99 trên 119 ca mắc COVID-19 trong ngày có khả năng lây cho cộng đồng. Quận Liên Chiểu có nguy cơ cao khi số ca mắc và ca cộng đồng tăng cao. Trong 24 giờ qua, có 49 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh và xuất viện. Hiện hai cơ sở y tế còn đang điều trị cho 791 bệnh nhân. Đến nay, đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 cho hơn 964.000 người và mũi 2 cho hơn 811.000 người. Qua giám sát y tế, hiện nay, các khu phong tỏa không có người trực chốt, không đảm bảo, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Điều này thực sự rất nguy hiểm. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến nhận định, với tình hình dịch phức tạp như hiện nay, các quận, huyện cần chủ động tiên lượng và đánh giá tình hình dịch tại địa phương của mình sớm để chuyển cấp độ, đưa ra những giải pháp xử lý kịp thời. Hiện quận Liên Chiểu là điểm nóng, có 10 điểm phong tỏa. Tuy nhiên, việc phong tỏa vẫn chưa hiệu quả, đề nghị quận cần xác định rõ lại điểm phong tỏa, hộ gia đình phong tỏa và nhân khẩu phong tỏa. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế phân tích lại việc phong tỏa, hẹp hay rộng, tham mưu lại cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố về vấn đề này.